Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện các đơn vị trong Bộ đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Bến Tre do bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đã điểm qua tình hình kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp và thương mại, trong đó có các dự án điện trong quy hoạch điện 8 của chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Dự án khu tổ hợp hydro xanh Bến Tre và việc chuyển giao trung tâm dừa Đồng Gò về tỉnh Bến Tre quản lý, khai thác cũng như một số kiến nghị liên quan đến các dự án này. Đồng thời đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án điện gió trên bờ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải đáp từng kiến nghị đề xuất của tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, hiện còn một số vấn đề về khung pháp lý liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền khác như chủ trương đầu tư về sử dụng đất, không gian biển, tuyến giao thông ven biển cần nghiên cứu phối hợp tháo gỡ, xử lý phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo tính khả thi.